Tôi đã gửi anh bản dự án rồi, anh xem được chưa? Tôi xem rồi, rất khả quan. Tôi nghĩ nếu chúng ta kết hợp được thì dự án này sẽ tiến triển rất tốt. Nếu mà từ 6 tuần này anh rảnh thì anh có thể qua công ty tôi, chúng ta cùng nhau bàn về dự án được không? Ê, có chuyện gì vậy? Tự nhiên lại dừng đột ngột thế? Tôi thấy đằng trước có đám người chặn xe. Alo, lát tôi gọi lại cho anh sau nhé. Sao rồi? Tôi nghĩ đấy là cướp ạ. Ai? Xuống xe anh ơi, nhìn cái gì? Xuống xe mà ra đây. Đi xuống. Để em xuống được anh ơi. Đâu mày đọc, làm sao em chưa đây? Mấy người muốn gì? Khôn hồn đấy, nôn hết tiền ra đây. Nhanh lên. Muốn tiền chứ gì? Đưa hết tiền vào chỗ nó. Tôi thích không nhớ lại mình tiêu hết tiền mặt rồi hay sao? Hết tiền mặt rồi. Một là xòe tiền ra, hai là chết. Xin lỗi các anh nhưng mà bây giờ trong người tôi không có tiền mặt. Trong thẻ này có 10 triệu. Đại ca, nó bảo trong này có 10 triệu. 10 triệu á? Cái thẻ bé tí này mà được 10 triệu á? Mày lừa bọn tao à? Trong này có tiền thật mà, có 10 triệu đấy. Đâu? Tao thấy 10 triệu đâu? Thằng kia, mày thì thầm gì đây? Trở lại cho anh, không lấy được tiền tao bắt tao về làm vợ. Tôi xin các anh cầm mồm, sao bố mày cắt xẻo lưỡi giờ? Mày mà không đưa tiền ấy, đại ca của tao bắt mày về làm vợ đấy nhá. Mày muốn làm vợ đại ca tao không? Bỏ tôi ra. Không phải đưa tiền đâu. Bỏ ra. Ai tao có số ấy. Tao, chúng mày có thích cướp không? Em có cướp gì đâu. Tao chặt tay chúng mày nhá. Không, em cướp gì đâu, em xin lỗi anh ạ. Cái gì đâu. Cút, đừng để tao nhìn thấy mặt chúng mày. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Hai người lần sau đi lại cẩn thận một chút nhá. Mà anh này, tôi có thể xin tên của anh được không? Để lần sau tôi có cơ hội báo đáp anh. Không cần đâu. Thôi, tôi có việc, tôi đi trước nhá. Chào Tinh, mình về đâu? Anh ơi, cái váy này đẹp không? Tí anh mua cho em nhá. Em yên tâm đi, chỉ cần em thích là được, mọi thứ ấy cứ để anh lo. Đúng là người yêu em. Mà anh ra đây có để cô ta biết không đấy? Trời, cái đấy thì em lại càng không cần phải lo. Cô ta bây giờ ấy đang đi khảo sát tận cái chỗ tận đầu tận đâu gì anh không biết, nhưng mà đến tối mới về cơ. Nhưng mà nhất định là không được để cho cô ta biết đâu đấy, nếu không á kế hoạch của em hỏng hết đấy. Anh biết rồi. Alo, tôi nghe. Cái gì? Cướp à? Rồi, ok. Biết rồi. Sao đây anh? Tài xế thông báo rằng ấy là trên đường cô ta đi về bị gặp cướp. Cái gì? Gặp cướp á? Ừ. Thế cô ta có sao không? Không sao, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thế bây giờ ấy, chúng ta phải làm gì? Em nghĩ là mình phải thuê một vệ sĩ để bảo vệ cô ta. Chứ nếu không á, cô ta mà có mệnh hệ gì ấy, kế hoạch của em với anh hỏng hết. Em là cũng đúng ấy. Để anh tìm vệ sĩ luôn cho cô ta đây. Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, là dự án lần này rất quan trọng. Tôi bảo anh đặc biệt chú ý rồi cơ mà. Đây là việc làm ăn, là dự án quan trọng đấy. Không thể nói nhầm là nhầm như vậy được. Này, tôi bảo anh nhá, nếu như anh không chấn chỉnh lại thái độ và tác phong làm việc của anh thì chắc chắn cái dự án lần này công ty của chúng tôi sẽ hủy, không đồng ý đâu. Thôi được rồi, lần này cô có thể mở mắt được rồi. Anh là anh à? Cô là... Anh không nhớ tôi à? Tôi là cô gái mà anh đã cứu tôi khỏi cái đám cướp đấy. Hả? Tôi nhớ ra cô rồi. Nhưng mà ngày hôm nay anh làm gì ở đây? Chào cô, tôi là Nam, vệ sĩ của cô. Vệ sĩ của tôi? Anh nhầm lẫn gì không vậy? Từ trước đến giờ tôi chưa từng thuê vệ sĩ.
Chính anh Huy đã thuê tôi làm vệ sĩ để bảo vệ cho cô. Anh Huy thuê anh? Tại sao anh ta có thể bồng bột như vậy nhở? Tôi làm gì bảo anh ấy thuê đâu. Không được rồi. Anh về công ty với tôi. Tôi phải hỏi rõ anh Huy chuyện này mới được. Được. Sao? Em thấy vệ sĩ mới của anh thế nào? Tại sao anh thuê vệ sĩ cho em mà không hỏi ý kiến của em? Thôi nào, chẳng qua ấy, lần trước ấy anh thấy em gặp cướp cho nên là anh lo lắm. Đó chỉ là hy hữu thôi. Hy hữu cái gì? Em là người yêu của anh, bây giờ ấy, anh phải có trách nhiệm lo cho em chứ. Chứ bây giờ em mà làm sao ấy, thì anh biết sống thế nào? Anh đừng quá lo làm gì. Nhìn anh ấy chẳng khác gì bố của em đâu. Cậu Nam, vào đây. Tôi đây. Nhiệm vụ của cậu ấy là từ giờ bảo vệ cô Lan Anh, theo sát cô ấy từng ly từng tí một, nghe chưa? Tôi hiểu rồi. Tốt rồi, cậu ra ngoài đi. Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người có câu hỏi gì không nhỉ? Nếu mà không có thì thôi, về phòng làm việc đi. Tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn cô có điều gì đó khả nghi. Tôi sợ rằng anh ta có ý đồ gì với cô. Thì tôi bị cận, tôi phải nhíu nhíu mắt để còn dò đường. Anh cứ giỏi suy diễn. Thế mà anh ta cho tôi xin lỗi. Anh làm sao không? Tôi không sao. Xin phép chủ tịch ạ. Tôi bảo này, lần sau cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được làm như vậy. Anh hiểu chưa? Tôi hiểu. Đây là đối tác làm ăn của tôi, anh không cần phải kiểm tra kỹ càng đâu. Tôi hiểu rồi. Ừ. Hôm nay có anh ngon thì đăng bài rồi. Tránh ra, người ta đang làm việc, ông làm trò gì ấy? Hay tránh ra, người ta đang làm việc, ông cười nhở? Đi đây. Ơi, bỏ ra là vô duyên, người ta đang làm việc à? Anh làm gì đấy? Sao lại véo tay của người ta? Tôi bắt quả tang, hắn ta đang chụp trộm cô. Anh là ai? Tôi chỉ là một fan hâm mộ của cô thôi. Nói láo. Anh chính là người chuyên đi chụp trộm ảnh của người khác để câu like. Đây, cô xem đi. Hắn ta lấy ảnh của cô rồi đăng tràn lan trên các báo lá cải. Tại sao anh phải làm như vậy? Cô không phải lo đâu. Tôi sẽ đưa hắn ta lên công an. Cô cứ vào gặp đối tác đi. Đi. Dự án lần này chúng ta hợp tác rất tốt. Tôi hy vọng lần sau chúng ta có thể tiếp tục hợp tác với nhau. Chắc chắn rồi. Hợp tác cô lần anh là tôi quá yên tâm rồi. Chắc chắn là có lần sau. Mà người kia là ai vậy? Lần trước tôi không thấy. Thư ký của cô à? À, đây là vệ sĩ của tôi. Trông anh ấy có vẻ lạnh lùng như vậy thôi, nhưng mà hiền khô ấy. Cũng đúng thôi. Người quan trọng như cô luôn luôn phải cần có vệ sĩ rồi. Mà thôi, tôi bận rồi, tôi phải đi trước nhá. Dạ vâng. À, tôi để tôi ra lấy xe. Anh ngồi xuống đây đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy? Lấy cho chị bánh và cà phê. Sáng nay anh chưa ăn sáng à? Sao cô lại biết? Anh đứng cạnh tôi mà bụng của anh lại réo lên như thế, ai mà chẳng đoán được. Anh ăn đi. Cảm ơn cô. Tôi và anh làm việc với nhau cũng một thời gian rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa tìm hiểu về thân thế của anh nhỉ? Tôi có gì đâu mà phải tìm hiểu. Trước khi làm vệ sĩ của tôi, anh làm công việc gì?
Trước đây tôi là lính đặc công. Bảo sao thân thủ của anh linh hoạt như thế. Nhưng mà tại sao anh không tiếp tục làm lính mà lại chọn nghề vệ sĩ? Tôi bị trục xuất. Trong một lần được về phép thì tôi có gặp hai vợ chồng bị cướp. Thế là tôi ra tay cứu giúp. Nhưng mà nặng tay quá khiến một tên bị thương nặng. Cho nên tôi bị trục xuất thôi. Tôi xin lỗi bởi vì câu hỏi hơi vô duyên. Dù sao thì cũng là lỗi của tôi mà. Này, mày là vệ sĩ hay là ông chủ đây? Tôi xin lỗi. Là do ai bảo anh ấy ngồi đấy đấy. Sáng nay anh ấy chưa ăn gì, cho nên em mới bảo anh ấy ăn tặng chiếc bánh này. Này, tao trả tiền cho mày đầy đủ ấy, để mày làm việc. Chứ không phải ngồi đây để ăn bánh đâu, nghe chưa? Anh đừng có mà trách mắng anh ấy nữa. Mà hôm nay anh đến đây làm gì? Anh có việc đi ngang qua đây, thấy xe đậu ngoài kia, cho nên anh vào đây để rủ em đi ăn trưa. Thôi rồi, chúng ta đi ăn đi. Chủ tịch, chủ tịch ơi, có chuyện rồi ạ. Có chuyện gì? Đây chẳng phải là tài liệu công ty mình à? Đúng rồi ạ, tất cả đều được phòng kế hoạch thị trường phát hiện đấy ạ. Cứ ra ngoài đi. Anh tìm ở trong tủ tất cả hồ sơ ý tưởng của công ty. Dạ vâng. Tất cả những gì tôi tìm được đều ở trong này. Thể thế được. Làm sao có thể như thế chứ? Tất cả những thứ này thì có liên quan gì ạ? Tôi nhớ là tôi đã cất hết tất cả tài liệu ở trong này rồi cơ mà. Tại sao bây giờ không thấy cái nào cả? Liệu trong công ty chúng ta có kẻ nội gián không ạ? Nhưng mà là ai được chứ?